Xin chào các bạn, đây là hôm nay có gì hot đầu tuần thứ hai ngày 25 tháng 7 với những thông tin cực kỳ hot không thể bỏ qua. Hôm qua và hôm nay thì chắc chắn là hot nhất và vui nhất là các tín đồ của iOS khi mà Pangu đã chính thức tung công cụ jailbreak cho iOS từ 9.2 cho đến 9.3. Đây gần như là một đợt chờ đợi jailbreak lâu nhất và dài nhất từ trước đến nay, khiến cho iFan mòn mỏi chờ đợi và như một cơn mưa rào sau những ngày nắng, lượt truy cập Pangu nhanh chóng quá tải. Vì thế, 7S đã nhanh chóng ra mắt chuyên trang jailbreak.7s.com.vn giúp các bạn có thể jailbreak chỉ với một bước, không cần làm trên máy tính, không yêu cầu Apple ID để tránh mất tài khoản. Một giải pháp rất là tuyệt vời, phải không nào? Người ta thường jailbreak để iOS có những tính năng và khả năng tùy biến như là Android. Nếu không muốn jailbreak thì bạn cũng có thể có được trải nghiệm Android với chiếc ốp MeSui cho iPhone được tích hợp sẵn nguyên cả một cái máy Android ở bên trong, và nó sẽ xuất hiện như là một cái app ở bên trong iOS. Nó cho phép bạn khởi động và chạy Android ngay trên chiếc iPhone của bạn. Đây thực chất thì là một cái điện thoại Android nhưng sử dụng màn hình của iPhone để hiển thị. Bên trong MeSui thì có thêm một khe cắm SIM thứ hai để bạn có thể dùng được hai SIM, có bộ nhớ trong 16GB và pin từ 1700mAh đến 2500mAh tùy phiên bản. Ốp lưng MeSui chạy hệ điều hành MeSui OS 1.0. Cốc bên trong là Android, phiên bản dành cho iPhone 6 và 6S thì có pin 1700, còn bản 6 Plus và 6S Plus thì có pin 2500. Giá của chúng thì vào khoảng $150 và $165. Là một thương hiệu đẳng cấp với cả đại gia đình sản phẩm từ điện thoại, TV, máy giặt, tủ lạnh, đại lúc Samsung có một phông chữ riêng cho mình. Hãng vừa mới thông báo ra mắt Samsung One, kiểu chữ chung cho tất cả các sản phẩm của Samsung. Samsung One không chỉ là một phông chữ đơn lẻ, nó còn là một đại gia đình của các lối viết chữ, bao quát 26 hệ thống chữ viết khác nhau, cho hơn 400 ngôn ngữ và hơn 25.000 nét. Samsung quảng cáo font chữ mới đậm tính nhân văn, dễ phân biệt và dễ đọc ở mọi ngôn ngữ. Điều này có nghĩa là cho dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu trên thế giới và dù bạn đang nói bất cứ loại ngôn ngữ nào, bạn và sản phẩm của bạn có thể hòa hợp với nhau nhờ vào bộ phông chữ Samsung One. Tin tức cuối cùng của ngày hôm nay, Yahoo cũng chính thức bị bán cho Verizon với mức giá là 4,83 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mình cũng không quan tâm lắm, cuộc sống của mình thì không có Yahoo từ rất lâu rồi, vậy hoi đi nha. Còn bây giờ thì sẽ là thông tin quảng cáo. 7S đang có chương trình xả hàng với các điện thoại Android mới giá trị từ 1,4 triệu đồng, vẫn đổi mới 30 ngày miễn phí nếu có lỗi của nhà sản xuất, vẫn bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng toàn quốc. Mỗi loại số lượng có hạn, xem và đặt hàng online ngay nếu không muốn bị tranh mất nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.